Chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Thì như các bạn cũng biết, Di động Nhật Nam chuyên bán điện thoại cũ chính hãng và iPhone chuẩn zin quốc tế với chế độ bảo hành dài lê thê luôn, bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng cho các bạn nếu như có lỗi của nhà sản xuất các bạn nhé. Còn mọi vấn đề về vào nước hay là rơi vỡ cấn móp thì sẽ không được bảo hành, nên là các bạn lưu ý điều này nha. Các bạn mua online, hàng ship đến tận nơi, tuy nhiên hàng đến là các bạn vui lòng kiểm tra hàng nhé, và được kiểm tra hàng thoải mái, ok, rồi mới thanh toán nốt số tiền còn lại nha. Tại sao lại là nốt số tiền còn lại? Bởi vì khi mua hàng online, các bạn vui lòng cọc trước cho mình vài trăm để mình chốt đơn, tránh trường hợp bom hàng, bom hiếp thì shop sẽ bị thua lỗ. Chính vì vậy nên shop buộc phải nhận cọc trước vài trăm mới chốt đơn được, các bạn thông cảm nhé. Còn những bạn ở gần Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop Di động Nhật Nam để xem và mua. Mình có shop ở ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mọi người ở khu vực huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Định Quán hay là Nam Cát Tiên, rồi Sùng Nhơn, Đa Cai, bên Bình Thuận đồ cũng sang bên mình được. Đức Linh, Đức Liếc chạy sang cũng gần thôi. Mình ở ngay huyện Tân Phú, cụ thể là ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm đấy, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mọi người có thể tìm kiếm thấy shop của mình ở trên Google, tìm kiếm Google Map. Các bạn chỉ cần vào Google Map, các bạn search chính cái số hotline của mình, hoặc là các bạn search chữ Di động Nhật Nam Tân Phú, Đồng Nai là sẽ thấy cái địa chỉ chỉ đến cửa hàng của mình luôn, để cho các bạn ở gần có thể đến xem và mua nhé. Tất cả sản phẩm bán ra đều bảo hành 6 tháng và đều cam kết zin. Bảo hành 6 tháng lỗi thì mình đổi chứ không sửa chữa, như vậy khá là yên tâm các bạn ạ. Và ngay sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn những con máy xịn sò chất lượng các bạn nhé. Đầu tiên thì mình giới thiệu đến các bạn sản phẩm iPhone 12 thường. 12 thường này thì về màn hình của nó thì màn hình tầm trung 6,1 inch, và đây là phiên bản bộ nhớ 64GB. Về máy móc thì đây là một con máy chuẩn zin và là phiên bản quốc tế. Bên mình thì không bán máy lốc, các bạn biết rồi, cứ yên tâm. Chỉ bán hàng zin quốc tế thôi. Và con máy này là máy đã qua sử dụng, có ngoại hình còn đẹp khoảng 98-99%, ok. Và bên mình bán thì chỉ báo giá máy không thôi các bạn nhé. Có nghĩa đã tách rời cái phần phụ kiện qua rồi, để cho ai muốn mua sạc hay là dán ốp gì thì chúng ta cộng thêm tiền. Còn người nào không muốn mua về tự trang bị thì chúng ta không cần phải cộng thêm tiền. Như vậy mình tách riêng ra và mình chỉ báo giá máy không thôi. Và con iPhone 12 này mình bán cho các bạn với giá 9 triệu các bạn nhé. 9 triệu đồng một máy, và bảo hành cho bạn 6 tháng. Dĩ nhiên là không có phụ kiện gì rồi nha, vì là không tặng kèm phụ kiện và đã tách rời phụ kiện ra khỏi cái combo máy rồi. Tuy nhiên thì máy vẫn là cam kết là máy chuẩn zin, ok, và bảo hành cho bạn 6 tháng. 6 tháng lỗi mình đổi và không có sửa chữa đâu. Tiếp theo thì ngày hôm nay mình có cập nhật được một con hàng hiếm, đó là con iPhone 13 mini các bạn ạ. iPhone 13 mini này thì đây là một con máy khá chất. Con này thì nó nhỏ xíu như là con iPhone 8 luôn. Cầm đúng gọn như là con iPhone 8 luôn các bạn ạ. Nhưng mà màn hình của nó là tràn viền, cho nên khả năng là cái độ rộng về màn hình thì nó hơn một xíu. Nó vào khoảng 5 inch hay 5 inch 1 gì đó các bạn nhé. Nhưng mà loanh quanh nhỏ như cái iPhone 8, nói vậy để các bạn dễ hình dung. Con này thì nó hai camera. Và đây là iPhone 12 mini, máy chuẩn zin, ok. Mình có check email thì nó còn bảo hành hãng đến tháng 9 luôn, như vậy rất là yên tâm. Và pin của nó còn nguyên 100%. Ở đây là máy 13 mini, bộ nhớ 128GB, màu xanh. Máy có hộp nhưng rất tiếc là hộp nó chỉ có cái catalog thôi các bạn nhé, chứ không có cái dây sạc đâu. Chúng ta vẫn phải mua dây sạc, hộp chỉ có catalog thôi, ok. Hộp không, hộp giấy. Thì mình cũng bán theo kiểu máy trần thôi, rồi để cho các bạn nào muốn mua sạc thì mua thêm, còn không thì thôi. Con này máy màu xanh và mình thấy máy về ngoại hình thì không khác gì máy mới rồi. Không khác gì máy mới và mình đã kiểm tra kỹ. Về giá bán con này thì máy trần như thế này mình bán cho các bạn là 12.200.000 các bạn nhé. Có mỗi một máy thôi, hàng thì nó đặc biệt hiếm. Và mình bảo hành cho các bạn 6 tháng. Máy thì cam kết ngoại hình nó gần như là máy mới luôn. Pin nó còn nguyên 100% cho các bạn sử dụng được bền lâu các bạn nhé. Đó, rất là chất, rất là chuẩn, ngon luôn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái sản phẩm iPhone 11 Pro. Con 11 Pro này thì màn hình nó cũng chả to tác gì đâu. Nó chỉ được 5,8 inch thôi. Nó giống như iPhone X đấy các bạn. Cái khung hiển thị màn hình của cái dạng này thì nó như iPhone X thôi. Và mình về được những chiếc máy nó khá là keng. Nói chung khá là keng chuẩn và có đủ 4 màu cho các bạn lựa chọn. Đó là màu gold, mình bán là 9 triệu. Màu đen, màu trắng và màu xanh rêu mình bán là 8 triệu 8, thì ai kết màu nào mua ủng hộ cho mình. Toàn bộ ở đây là máy mình cam kết zin chuẩn và có ngoại hình đẹp zin 99% nhé. Bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu có lỗi. Máy đẹp cực kỳ luôn.
Nói chung là sạch sẽ, ok, và bảo hành tới 6 tháng thì yên tâm quá rồi các bạn ạ. Đấy, lại màu sắc thì đa dạng. Và đây là 11 Pro phiên bản 64GB các bạn nha. Máy thì bên mình tuyển nên các bạn cứ yên tâm. Hàng chất lừ luôn. Không bao giờ mà các bạn thất vọng khi mua hàng ở Nhật Nam đâu. Nói chung hàng bên mình không những là hàng ngon, chất, zin nguyên bản, lại bảo hành lâu. Không bán hàng pha trộn thay vỏ hay này kia. Nói chung là những cái vấn đề đó thì thực tế là bên mình không làm, chỉ làm hàng chính thống thôi các bạn nhé. Và bảo hành thì cứ bảo hành 6 tháng. Và 11 Pro này mình xin nhắc lại là phiên bản 64GB, máy có ngoại hình đẹp leng keng, 99 đến keng nhé. Chuẩn chỉ và màn hình là 5.8 inch. Bộ nhớ là 64GB, 3 camera sau. À, hàng này rất chất và chỉ có 5 cái, cụ thể là 2 cái màu vàng giá là 9 triệu một cái, và một cái màu xanh rêu 9 triệu, một cái màu trắng 9 triệu và một cái màu đen 9 triệu. Ai kết thì liên hệ đến mình để chốt luôn. Và cũng là máy không, không có tặng phụ kiện các bạn nha. Không tặng phụ kiện. Và cũng không bao ship đâu. Bên mình thì ship là có mua bảo hiểm hàng hóa, cho nên là phí ship nó hơi cao hơn một chút so với các mặt hàng khác. Nên các bạn cũng thông cảm nhé. Nó cao hơn vài chục thôi nhưng mà nó an toàn cho cái sản phẩm của mình các bạn ạ. Tiếp theo thì hôm nay mình có được 3 con Oppo Zeno, à đâu, Oppo A96 các bạn ạ. Có 3 con Oppo A96, máy đẹp keng như máy mới luôn. Màu đen, đẹp keng, và dòng sản phẩm này thì sản xuất gần nên rất mới. Và cái giá bán của nó ngày hôm nay thì mình bán cũng cực kỳ là rẻ cho các bạn, với giá là 3.9 triệu một máy các bạn nhé. 3.9 triệu. Oppo A96 này nó rất là ngon. Pin của nó trâu 5000, màn hình của nó to 6.6 inch. Camera của nó thiết kế phong cách hiện đại và rất là rõ nét, quay chụp rất là ok. Pin của nó thì trâu 5000 rồi. Chip của nó là chip Mỹ, Snapdragon 8 nhân và RAM của nó 8GB, bộ nhớ là 128. Máy thì cam kết là chuẩn zin chính hãng của Oppo. Mình bán cho các bạn với giá chỉ có 3.9 triệu thôi. 3.9 triệu thôi. Rất là ok, rẻ các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ còn một cái sản phẩm 12 Pro Max các bạn ơi. 12 Pro Max màu xanh, phiên bản là 256GB duy nhất mình còn. Tức là cái bộ nhớ 128GB thì mình còn vài cái, nhưng mà 256GB thì mình còn duy nhất một cái màu xanh này thôi. Và 12 Pro Max thì các bạn biết rồi, màn hình của nó to, 6,7 inch cơ. Pin của nó thì cũng còn khá là ngon vì con này là sản xuất gần đây, nên là các bạn cứ yên chí, xài ok, chuẩn chỉ, ngon lành. Chính hãng của nhà táo. Thì cái sản phẩm iPhone 12 Pro Max này màu xanh, một máy duy nhất, phiên bản bộ nhớ nhiều 256GB, máy có ngoại hình đẹp 98-99%. Cam kết là máy zin nguyên bản, bảo hành cho bạn 6 tháng và máy chuẩn quốc tế. Thì mình bán cho các bạn với cái giá là 16.500.000. 16.500.000, còn một cái các bạn nhé. Đây, tiếp theo là có một con kiểu dạng như mới nguyên luôn. Ngoại hình nó mới tinh. À, dùng rất là ít, có thể nói là siêu siêu lướt, nên là về ngoại hình thì không khác gì máy mới rồi. Về nội dung thì con này cũng rất là chất lượng và cam kết là chắc chắn là nguyên zin, ok, và pin còn tới 100%. À, con này là phiên bản màu xanh, 128GB, mới keng xà beng. Và hôm nay mình bán cho các bạn với cái giá là 16.900.000 các bạn nhé. 16.900.000. Máy mới keng dành cho người khó tính về ngoại hình đây. Muốn mua cái mới để xài được lâu năm đây. Thì đây là một sự lựa chọn khá là ok các bạn nhé. Một cái màu xanh. Bán cho bạn với giá là 16.900.000. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có những cái sản phẩm là XS thì mình cũng còn khá là nhiều. Và còn đủ hai màu cho bạn lựa chọn. Máy này thì dòng này thì về là nguyên zin, nhưng mà là hầu như bên mình làm pin 100% cho các bạn hết rồi, chị yên tâm. Cái dòng XS này thì màn hình của nó cũng chỉ được là 5,8 inch thôi. Nhỏ nhưng mà có võ nhé. Con này bộ nhớ tới 256. Và mình có hai màu cho các bạn lựa chọn. Thì thứ nhất là màu trắng. Thứ hai là màu gold. Và sẽ có cái giá chênh lệch nhau. Màu trắng mình sẽ bán là 6.6 triệu. Và màu gold sẽ là 6.8 triệu. Và cũng cam kết zin bảo hành cho bạn 6 tháng. Máy chuẩn quốc tế. Pin 100% các bạn nha. Pin 100%. XS màn hình nhỏ. Máy chất chuẩn ok, quốc tế. Rồi tiếp theo thì mình giới thiệu đến các bạn một con Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Hàng chuẩn zin chính hãng của Samsung. Con này thì màn hình to 10,5 inch, pin trâu tới hơn 7000. Và chính hãng, cấu hình thì cao, RAM 4GB, bộ nhớ 64. Máy mới sản xuất gần nên còn rất mới. Và đây một máy màu xanh, tươi xanh như nồi canh. Cam kết là hàng nguyên zin chính hãng của Samsung. Ngon lành cành đào, chuẩn chỉ ok, và bán cho các bạn với cái giá là 4.700.000 các bạn nhé. 4.700.000. Cái hàng hộp thì hôm nay mình thấy là còn con Vivo Y35 thôi. Y35 này thì mình bán 4.400.000. Máy còn nguyên hộp và máy còn rất mới.
Thứ nhất là máy còn rất mới, thứ hai là còn đầy đủ phụ kiện như là ốp lưng và bộ sạc zin nguyên các bạn nhé. Và hàng thì cam kết là hàng chính hãng Vivo. Con này thì RAM 8 cộng 8, thành ra nó tới 16GB RAM luôn. Một con RAM khủng khiếp nhất trên thị trường luôn. Và cái giá bán là 4.4 triệu, nguyên hộp Vivo i35 chính hãng. Bảo hành cho các bạn 6 tháng nhé. Tiếp theo thì mình sẽ có sản phẩm Redmi Note 11S các bạn ơi. Redmi Note 11S mà lại là phiên bản 5G luôn. Nói chung phiên bản cao nhất của dòng Redmi Note 11S. Thì đây là phiên bản 5G cho nên là pin của nó trâu 5000. Máy của nó chất, mượt, chuẩn, ok, sử dụng được 2 SIM 5G. RAM của nó 6GB và bộ nhớ là 128. Camera đẹp, thiết kế hiện đại. Máy thì có cái chất máy còn rất là mới. Và cam kết là hàng nguyên zin chính hãng của hãng Redmi. Chuẩn chỉ ok, bền đẹp là những cái từ có thể diễn tả cho nó. Và giá bán là 3.900.000. Rất là ok các bạn nhé, 3.900.000. Tiếp theo thì mình còn rất là nhiều sản phẩm ở đây. Mình sẽ review thêm một số nữa cho các bạn luôn. Đây, chẳng hạn như Tab A 10 in. Con Tab A này thì để đây nó hơi bụi tí thôi, chú vệ sinh đi là nó sạch sẽ là nó mới tinh. Con này thì nó đẹp zin 99%, 10 in, RAM 3, bộ nhớ 32GB, to, chuẩn chỉ và chính hãng của Samsung. Nó là Tab A 10 in và có mã máy là T515 các bạn nhé. Con này thì chuẩn chỉ ok, ngon lành, xài rất là sướng. Và cái giá bán của nó thì cũng khá là êm, chỉ có là 3.1 triệu thôi. Cam kết là máy zin chính hãng của Samsung, xài mượt, chuẩn chỉ ok, ngon lành. Hàng nguyên zin nhé, hàng nguyên zin chính hãng của Samsung, bảo hành 6 tháng. Tiếp theo là những cái sản phẩm mình bán thanh lý cho các bạn với giá rất là rẻ ngày hôm nay và mình chỉ bảo hành 1 tháng. Rất rẻ nha, hôm nay con này mà các bạn không mua được nữa thì thật sự là không mua được cái sản phẩm nào nữa rồi. Bởi vì ngày hôm nay con Tab A 8 in nguyên zin chính hãng của Samsung. Tab A 8 in các bạn nhớ nha, Tab A 8 in tức là màn hình 8 in. Và con này có mã máy là Tab A T295 màu đen. Máy đẹp khoảng 98-99% và cam kết là nguyên zin chính hãng của Samsung. Máy trần không tặng kèm phụ kiện, ngày hôm nay thanh lý cho các bạn giá sập sàn. Chỉ có là 1 triệu rưỡi thôi. 1 triệu rưỡi một máy. Con này về giải trí, nghe nhạc, xem phim, hát loa kẹo kéo, karaoke, các kiểu con đà điểu là rất là ngon. Học tập rồi các thứ là ok hết nhá. Máy thì cam kết nguyên zin, ngoại hình thì còn tương đối đẹp, màn hình thì không có chảy xước gì đâu, xài chuẩn chỉ ok, ngon, rõ nét và mượt. Cảm ứng vuốt mượt mà, ngon lành. Cam kết cho các bạn và vẫn bảo hành cho các bạn 1 tháng để các bạn có thời gian thoải mái mà test máy cho nó chắc ăn. Rồi tiếp theo thì ngày hôm nay mình quyết định giảm giá thêm một mã sản phẩm nữa để cho các bạn theo dõi kênh mình sát sao được mua với cái giá chuẩn nhất. Đó là Samsung Galaxy A71. Ngày hôm nay mình quyết định giảm giá xuống giá là 3... À đâu? Giá bình thường là 4.3 triệu, ngày hôm nay mình quyết định giảm giá cho các bạn 200 cho ai chốt A71 đi. Giảm 200, hàng đẹp keng, thanh lý tồn kho hãng nhá, lên rất mới. Giảm giá 200 thì còn là 4.1 triệu các bạn ạ. Như vậy là hết giá rồi. Hết giá rồi. Sản phẩm này màn hình AMOLED 6.7 inch, pin trâu 4.500, RAM 8, bộ nhớ 128 và được trang bị chip Snapdragon của Mỹ 7308 nhân cực chất. Giảm giá 200 thì chả còn cái gì nữa rồi. Chả còn gì để suy nghĩ nữa các bạn nhé. Ai kết thì chúng ta chốt luôn. Và tổng thể là mình còn 4 máy cho nên các bạn cứ thoải mái chốt hạ. Cứ thoải mái chốt hạ để ủng hộ cho Nhật Nam nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa đây thì mình sẽ có sản phẩm Galaxy A33 5G full hộp, mình cũng thanh lý trong hãng ra. Còn nguyên cả hộp ok đây, nhưng mà ngày hôm nay mình bán cho các bạn với giá có 4.6 triệu thôi. Màu cam nhá, đẹp, máy mới tinh, tồn kho thanh lý nên ngoại hình mới tinh. Nhưng mà bây giờ thì các bạn cũng biết là hãng nó cũng cắt giảm, nó cũng không có tặng củ sạc, củ xiếc gì nên nó chả có các bạn ạ. Đấy, nó chỉ như vậy thôi. Rồi, tiếp theo, ngày hôm nay mình quyết định giảm giá thêm một mã hàng nữa cho các bạn. Đó chính là cái sản phẩm A73 5G, mình cũng giảm giá cho các bạn 200.000. Thì vị chi là ngày hôm nay A73 5G chính hãng, hàng đẹp, chuẩn zin ok nhá. Bảo hành 6 tháng, chính hãng 2 SIM, màn hình to 6.7 inch luôn. A73 5G ngày hôm nay màu xám đen, có một máy, bán cho các bạn với cái giá là 6.6 triệu thôi. Và màu xanh ngọc bán cho các bạn là 6.7 triệu. Vị chi là giảm giá 200 một máy đấy các bạn. Như vậy hôm nay mình giảm sấp mặt cho các bạn dễ mua rồi nhá. Hôm nay mà còn chưa mua được nữa thì thôi, lại chờ ít ngày nữa mình lại giảm giá, có thế thôi, chả có gì cả. Nhưng mà không biết chờ đến khi nào.
Rồi tiếp theo là S22+. Nói chung là cực rẻ, với 10,2 triệu các bạn sở hữu được S22+, chính hãng, màu trắng, máy khá là keng, có thể nói là đẹp leng keng xà beng các bạn nhé. Giá chỉ có 10,2 triệu, cam kết là hàng nguyên zin chính hãng và đẹp cực kỳ luôn. Đẹp zin, đẹp keng xà beng, chuẩn chỉ ok luôn, các bạn yên tâm, bảo hành cho bạn 6 tháng, giá 10,2 triệu. Cam kết là phiên bản chính hãng, dùng được 2 sim ngon lành các bạn nhé. Rồi, mình cảm ơn vì các bạn đã theo dõi. Bạn nào kết cái sản phẩm nào thì liên hệ đến bên mình để đặt cọc mua luôn nha các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn like, chia sẻ để nhiều người khác cùng vào xem, cũng như là để lại bình luận để ủng hộ cho kênh. Và một cái điều quan trọng nữa là ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn, chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.